nông thôn làm giàu, xin chào bà con. Chàng trai này là Nguyễn Trọng Phúc, đã bắt đầu nuôi dúi từ khi còn rất trẻ. Anh Phúc đã dành hầu hết thời gian của mình để tìm hiểu về con dúi và nghiên cứu về cách chăm sóc chúng. Cuối cùng, anh đã thành công trong việc nhân nuôi, bảo tồn và phát triển mô hình chăn nuôi dúi má đào Thái Lan, đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Không những vậy, anh còn mở rộng thêm các trang trại chăn nuôi ở Phú Thọ và Cần Thơ. Trong video này, anh Phúc sẽ chia sẻ những kinh nghiệm chăn nuôi dúi nhiều năm của mình và một số lưu ý quan trọng đến với bà con đang có nhu cầu tìm hiểu hay đang muốn chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi mới này. Mời quý bà con cùng theo dõi. Xin chào bà con, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phúc, tôi là một chủ chuỗi chăn nuôi và bảo tồn các loài động vật hoang dã có các địa chỉ tại Hà Nội, Phú Thọ, Đồng Nai, Cần Thơ. Thì hiện tại tôi đứng tại cơ sở có địa chỉ tại là xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hiện tại thì tất cả các cơ sở trang trại của tôi đang chăn nuôi các loài động vật hoang dã như là con dúi má đào Thái Lan, con dúi mốc lại Trung Quốc, con cầy vòi hương, con cầy vòi mốc, con giòn, con treo treo. Rất nhiều bà con gọi cho tôi và đã có những tâm sự là muốn chăn nuôi những loài động vật hoang dã này mà vốn chỉ có từ 20 đến 30 triệu đồng thì chăn nuôi được con nào và những con nào đem lại hiệu quả kinh tế cao để bà con chăn nuôi được có được sự thành công. Thì tôi xin giới thiệu bà con là đó chính là con dúi má đào Thái Lan. Thưa quý bà con, dúi má đào Thái Lan là loài động vật hoang dã. Đây là loài vật nuôi đang mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất hiện nay. Tuy nhiên, để có được thu nhập cao từ loài vật nuôi này, thì bà con cần phải nắm vững quy trình kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc. Đầu tiên, bà con nên chú ý đến vấn đề làm chuồng trại cho dúi. Anh Phúc cho biết, nếu bà con có sẵn chuồng nuôi gia súc gia cầm bỏ không, thì có thể tận dụng và cải tạo lại để làm chuồng nuôi dúi. Như vậy, bà con đã có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu tư. Còn đối với các ô chuồng nuôi dúi, thì bà con có thể mua những viên gạch đá hoa cũ, lũi mốt để ghép thành các ô chuồng. Ngoài ra, theo anh Phúc, khi đi mua dúi giống, thì bà con không nên bắt con giống ở các trang trại nuôi nhốt dúi trong môi trường sử dụng điều hòa. Vì sao lại vậy? Thì ngay sau đây, anh Phúc sẽ giải thích cặn kẽ với quý bà con. Tại vì sao mà tôi nói là con dúi má đào Thái Lan mà là những con mà chi phí vốn ban đầu thấp mà cái hiệu quả kinh tế đem lại cao, thì như bà con có thể quan sát thấy đây, đây là những cái ô chuồng mà nhà tôi dùng để nuôi nhốt những con dúi má đào Thái Lan. Bà con có thể thấy là những viên gạch nó đa dạng màu sắc, là nhà tôi đã tận dụng những cái gạch thải loại, những gạch hết thời hết mốt, thì nó giá thành mua lại là rất là rẻ. Nhà tôi đã tận dụng lại và ghép thành những cái chuồng mà nuôi nhốt cho dúi với chi phí là từ 10 đến 15.000 một viên. Đấy, thì bà con có thể là mua về và ghép bằng keo silicone A500 để có thể thành lên một chuồng nuôi nhốt dúi. Về chuồng trại nuôi nhốt dúi thì bà con hãy làm một cái tận dụng lại những cái chuồng lợn, chuồng gà ngày xưa mà bà con đã chăn nuôi và bà con không chăn nuôi nữa. Bà con có thể là tận dụng và dựng lên thành một chuồng nuôi nhốt dúi. Như vậy thì bà con sẽ tiết kiệm được khá là nhiều chi phí dựng lán trại cho chúng. Còn về chuồng trại, chuồng nuôi nhốt dúi thì bà con hãy thiết kế cao hơn mặt đất một hàng gạch nhằm mục đích là tránh những cái thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc. Ngoài ra thì khi thiết kế thì bà con hãy sử dụng những quạt trần, quạt làm mát, những cửa sổ để thông thoáng, điều hòa không khí. Bà con tuyệt đối không nên sử dụng điều hòa hay là không nên mua giống tại những trang trại sử dụng điều hòa, vì điều hòa thì nó sẽ giúp làm ổn định cái nhiệt độ và mùa nóng này rất tốt. Nhưng nó có cái điểm không ưng ý, đó chính là khi bà con bắt dúi từ trang trại có điều hòa thì bà con sẽ phải tốn thêm những chi phí lắp đặt điều hòa, mua điều hòa, cũng như là chi phí điện năng hay là những chi phí hao mòn của điều hòa, thì rất là độ chi phí rất là cao. Và thứ hai là sau này khi bà con có những sản phẩm đầu ra, bà con muốn chia sẻ giống cho người khác, thì những người sau này sẽ rất là khó chăn nuôi, tại vì là cũng không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để bắt 10-20 đôi để về chăn nuôi. Có những bà con họ chọn chỉ bắt 1-2 đôi về chăn nuôi lấy kinh nghiệm, thì họ lắp cái điều hòa vào thì sẽ rất là tốn chi phí của họ. Nên bà con hãy lưu ý những vấn đề này.
Như bà con đã biết, thức ăn của rúi sẽ bao gồm các loài thực vật có sẵn ngoài tự nhiên như thân tre, bắp ngô tươi, ngô khô, thân mía, thân cây sắn. Những loại thức ăn này rất rẻ. Trong trường hợp bà con có sẵn sân vườn thì nên trồng tại nhà để tiết kiệm tối đa chi phí thức ăn. Ngoài ra, anh Phúc cũng có một vài lưu ý nhỏ đối với một số bà con thường xuyên cho rúi ăn cơm trộn. Mời bà con tiếp tục theo dõi. Về thức ăn cho rúi thì nhiều bà con được biết là thức ăn chính của rúi là tre, ngô, mía, khoai sắn. Đó, thì những thức ăn này thì nó dễ kiếm tìm tại địa phương của mình. Và cái chi phí thức ăn mình mua sẽ rất là rẻ. Cho nên là cái con rúi là con thích hợp nhất để bà con phát triển kinh tế. Với những bà con mà có số vốn ít mà muốn làm giàu từ nghề chăn rúi thì bà con hãy thử chăn nuôi con rúi Ma Đào, thì bà con sẽ thấy được là cái kinh tế mà con rúi Ma Đào Thái Lan mang lại nó sẽ nhiều như thế nào. Với tre thì là bà con nên cho ăn cả một thanh tre, một đốt tre bà con trẻ nhỏ ra thành thanh cho rúi ăn. Khi ăn như vậy thì rúi sẽ giúp rúi là bào mòn răng của rúi và sẽ giúp răng rúi không bị dài ra, bà con sẽ không phải cắt răng của rúi. Bà con hạn chế là cho rúi ăn mà cơm trộn bột tre. Thứ nhất là cái cơm trộn bột tre đó khi bà con thiết kế đồ ăn nó rất là lích kích và cái lượng chất đưa vào nó cũng không khác gì là cái việc mà bà con cho ăn tre không. Thứ hai nữa là khi cho ăn cơm trộn bột tre nhiều thì rúi sẽ không bào mòn được răng, bà con sẽ phải cắt răng cho rúi thường xuyên, sẽ rất là lích kích và mất thời gian của bà con. Thứ ba nữa là bà con cho ăn cơm trộn nhiều thì sẽ dẫn đến là cái chân răng của rúi nó sẽ có vấn đề, nên mà sẽ ảnh hưởng sức khỏe của rúi. Nên bà con hãy hạn chế là cho ăn cơm trộn bột tre. Anh Phúc chia sẻ, để chăn nuôi rúi Má Đào Thái Lan thành công thì khâu chọn con giống luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Theo anh, điều đầu tiên, bà con nên đến những trang trại nuôi rúi sinh sản lớn uy tín, vì chỉ ở đấy mới có được con rúi với nhiều tháng tuổi khác nhau. Điều thứ hai là cách chọn rúi giống chuẩn, thì bà con hãy chọn những con giống có những đặc điểm sau đây. Cái tiếp theo đó chính là khi bà con đi tìm mua những con giống về để chăn nuôi nhà mình thì bà con hãy tìm mua những trang trại có những con rúi Ma Đào Thái Lan chuẩn 100%. Thì bà con hãy chọn những con mà người dài, lông mượt, móng ngắn, thì đó là những con mà rúi Ma Đào Thái Lan chuẩn. Và thứ hai là bà con đi chọn rúi, bà con phải nhìn được cái phân rúi của chúng. Đó, phân của nó đang sức khỏe như nào thì bà con hãy nhìn qua cái lớp phân của nó. Trên tay tôi đây chính là con rúi Ma Đào Thái Lan. Bà con thấy đây, hình thể rất là dài, cơ thể rất là dài, lông mượt mịn mà, bụng căng tròn. Đó là những cái con rúi chuẩn Ma Đào Thái Lan chuẩn 100%. Bà con hãy lên nhớ. Còn đây là những con rúi Ma Đào Thái Lan mới tách mẹ tôi, được 20 ngày tuổi. Đây là những con rúi Ma Đào Thái Lan được 3 tháng tuổi của tôi. Đó, thì với những bà con có số vốn từ 20 đến 30 triệu đồng thì bà con có thể sở hữu được 10 cặp rúi Ma Đào Thái Lan. Vậy là sau những chia sẻ của anh Phúc về một số kinh nghiệm chăn nuôi rúi, nếu quý bà con nào có nhu cầu tìm hiểu thêm về loài vật nuôi mới này thì xin mời bà con đến tham quan một trong những trang trại của anh ở khu vực miền Bắc, có địa chỉ tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hoặc trong trường hợp bà con chưa thu xếp được thời gian đến trang trại thì có thể liên hệ cho anh qua số điện thoại đang được hiển thị trên góc phải màn hình. Đối với bà con mua rúi giống tại trang trại, anh Phúc sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cùng chính sách bảo hành con giống và hợp đồng bao tiêu đầu ra sau khi bà con chăn nuôi đã thành công. Đó là chia sẻ thực tế về kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi rúi Ma Đào Thái Lan của tôi, làm sao cho có hiệu quả kinh tế. Thì nếu bà con nào còn những thắc mắc về loài vật nuôi này hay là muốn tìm hiểu nuôi loài vật nuôi này thì bà con có thể là đến trực tiếp cơ sở trang trại của tôi, hoặc là có thể là điện thoại trực tiếp cho tôi thì tôi có thể là tư vấn cho bà con. Ngoài ra khi bà con bắt giống ở bên tôi thì tôi sẽ có những cái giấy tờ pháp lý đi kèm và chế độ bảo hành và hợp đồng bao tiêu dài hạn cho bà con. Thì hiện tại trang trại của tôi đang có những cái chính sách hỗ trợ cho những bà con đã bắt giống tại trang trại của tôi, và những bà con có ý định nuôi con rúi này thì có những chính sách mà hỗ trợ bà con khởi nghiệp chăn nuôi. Về hợp đồng bao tiêu cho bà con thì tôi sẽ bao tiêu cho bà con trong vòng 15 năm và tôi sẽ bao tiêu với mức giá con giống cho bà con. Cuối cùng, anh Phúc rất mong muốn những chia sẻ của mình sẽ giúp được một phần nào đó
để bà con có một nguồn thu nhập cao và ổn định từ loài động vật hoang dã này. Ngoài trang trại chăn nuôi có địa chỉ tại Hà Nội, bà con cũng có thể đến các trang trại khác của anh ở các khu vực như tỉnh Phú Thọ ở miền Bắc và thành phố Cần Thơ ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Nông thôn làm giàu, xin chúc bà con thành công!